chàng ơi. Hả? Còn có một miếng gạo à. Chắc không đủ ăn trong mấy ngày tới quá. Không sao đâu. Để ta qua nhà anh hai mượn đỡ. Để ta đi. Cái đó để em về em lấy cho. Bây giờ chàng đi chặt thêm củi để chụm lửa nấu cơm nha. Ừ, vậy cũng được. Dạ. Cô đi mót ít lúa. Trời ơi, bây giờ cô phải đi mót lúa luôn hả cô hai? Ở đây cô bộ hết rồi. Trời ơi, tội cô không. Bụng mang dạ chữa, vợ chồng nó ác gì đâu á. Hồi trước á, gặt xong cha cô á xả vàng cho tụi con mót lúa thoải mái, cho trâu bò vô ăn rơm ăn cỏ thoải mái luôn. Bây giờ á, tụi nó toàn phải ăn lén không á cô. Thôi, con có ít ốc nè, cô đem về ra mặn ăn đỡ nha cô. Con cho cô hết đó. Ủa nhưng mà con cho cô hết rồi lấy gì con ăn? Lát con bắt cái khác. Ê nè, ai chơi bắt ốc trên ruộng tao rồi chia chác tỉnh bơ vậy hả? Dạ thì mấy con ốc này cô hai lụm được. Mà hồi trước á, cha cô hai cũng cho tụi con thoải mái. Mày bỏ xuống cho tao, ốc tao nuôi, không có cho ai hết. Còn mày nữa, mày giỏi lắm mà. Mày không lo đi kiếm ăn đi, dọn ra ở riêng rồi về đây bồ rút của nhà nữa hả? Ốc này á là do Sủ bắt được, cho Sủ đem về đi. Còn tốt với cô không quên đâu. Thấy mày bụng mang dạ chữa, tao thấy cũng tội nghiệp. Tao là chị của mày mà tao không lo cho mày, người đời nói tao ác. Thôi được rồi, để tao mở đường cho vợ chồng mày về. Mày kêu chồng mày qua đây canh ruộng cho tao, rồi tao trả công cho. Tôi không có để chồng tôi qua cho chị đè đầu cưỡi cổ đâu. Tao nói rồi, công cán giờ giấc đàng hoàng được chưa? Làm thì qua, còn không thì thôi, nhịn đói cả đám đi. Cô có tính cho cậu Khờ làm không cô? Còn muốn bò có cỏ ăn không? Dạ muốn chứ. Tao nể tình chồng tao, tao mới cho mày làm. Kỳ này mày mà kiếm chuyện nữa là mày chết nghe chưa? Trời đất ơi, chị nói cái gì kỳ cục vậy? Hôm bữa là tại tự khi không, chị giả tiếng con mềm bẹp chứ có phải tại tôi đâu. Mày còn trả treo nữa hả mày? Gừng mực thì đen là mày đó. Mày coi kỹ mấy cái đám ruộng rồi đó cho tao nghe chưa? Kỳ này mà mất mát, tao lấy luôn cái chòi của mày đó. Dạ em biết rồi. Vậy cái cây đó đi nha. Đứng quờ quờ. Mình nè. Hả? Sủ. Dạ cô kêu con. Ngày mai á, con coi nhà ai có trâu bò gì, kêu lùa qua ăn hết mấy cái đám ruộng này cho cô. Nhưng mà bà lắm, bà kêu cậu Khờ đi coi ruộng. Bây giờ con dắt trâu bò vô ăn, bà cắt công cậu Khờ sao cô? Cô có cách của cô rồi, con cứ làm theo ý cô đi. Dạ đi đi con. Chàng cứ đi làm việc của chàng đi. Mày ngu gì vừa thôi. Tao kêu mày đi coi ruộng mà mày để cho trâu bò của người ta qua nhà mình ăn hết, rồi lấy cái gì trâu bò nhà mình ăn? Chị kỳ quá. Rõ ràng chị kêu tôi coi ruộng rẫy cho đàng hoàng. Chị coi ruộng rẫy con có mất mẹ miếng nào không? Chừng nào mất mẹ miếng nào chị hai mới được la tôi. Trời ơi cái thằng này. Mày nha, bây giờ là mày trả treo dữ lắm nghe chưa? Quá trời quá đất à. Đè cái thằng ngu không dặn kỹ, bây giờ la nó là sao? Đó anh hai còn nói nó chị thấy không? Mày trả lời lại hả? Hả? Là con vợ của mày nó xúi mày chứ không ai hết trơn á. Tại tôi không cho nó bắt ốc cho nên nó trả thù tôi đó. Còn mày nữa, ngày mai lùi trâu bò ra đồng cho tao. Dạ. Ngu gì mà ngu dữ vậy. Đủ rồi, thôi đi. Cô đang bắt tép. Mấy bữa nay con không cho bò đi ăn nữa sao? Dạ rồi cô, nhờ cô với cậu á mà mấy bữa nay á, trâu bò ăn no căng luôn á. Mà trâu với bò no thì người đói cô ơi. Sao vậy? Công cán của con á, mấy tháng nay nhà đó đâu có trả đâu. Bây giờ lấy được tiền công, chợ bú cũng đỡ. Mà mấy nhà kia cũng bị giật công luôn cô. Không có tiền mua giống mới, ai cũng than hết trơn á. Con muốn lấy lại tiền đó không? Dạ muốn. Nhưng mà bà Lắm không có trả đâu cô ơi. Bà đó, bà lý lẽ dữ lắm. Khỏi nói gì hết á. Con nói ai bị quỵt tiền công, mai mốt chồng cô quắt một cái, ai nấy mở cửa rào ra nghe không? Mở cửa rào ra hả cô? Ừ. Dạ được rồi, để con nhắn. Cô, con để cho cô trái bầu nha. Có gì cô về cô nấu với tép ăn nha. Cảm ơn con. Dạ thưa cô, con đi. Sao mà phải khổ sở như vậy? Thôi nghỉ đi, về làm bà chủ với anh. Làm bà chủ đâu có hiểu được câu rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Chưa ăn mà tôi đã thấy viễn cảnh. Chiều nay vợ chồng tôi có một bữa ăn ngon lành rồi. Gia đình tôi rất là hạnh phúc. Anh biết tính của em cao ngạo. Còn khuya em mới chịu nhận là mình đang khổ. Sao mà em vui thú với thằng Khờ nổi. Về với anh đi. Anh với vợ anh mới tội đó. Hai người chắc chắn không bao giờ biết được vợ chồng chia ngọt sẻ bùi là như thế nào đâu. Vậy thì cứ ở đó mà xúc tép đi. Còn chừng nào mà ngán thì cứ nói với anh. Không đâu, vợ chồng tôi là đồng vợ đồng chồng. Ráng làm thì cũng có ngày đổi đời thôi. Để đó rồi coi. Với tao hả? Mà nhà tao đâu có gì ăn đâu. Sợ mày đói nữa. Bây giờ tao cho mày về nhà tao. Mày không đòi hỏi gì hết thì được nhé. Đi. Lên ẵm về nha. Trời ơi là trời. Tao biểu mày thả trâu bò cho nó ăn, mà bây giờ cái bụng con nào con nấy nó sẹp lép là sao vậy? Ôi chị hai, cái này chị nói bậy rồi ngang. Chị có kêu thả nó ăn hồi nào? Chị kêu đem bò ra chăng, mất con nào là chết với chị con đó. Bởi vậy tôi ra tôi cột 5-6 gút, tôi không dám ngủ luôn. Bởi vậy có con nào mất đâu. Trời ơi, tao giết mày quá. Tao kêu mày chăn bò là mày cho nó ăn, chứ đâu phải kêu mày chăn bò là mày cột nó vô một chỗ như vậy đâu. Cái này là tại chị hai không nói kỹ. Mai mốt mình muốn nói gì là mình phải nói rõ ràng đầu đuôi ra. Muốn như vậy chị phải nói là thằng Khờ mày đem trâu bò thả ra ngoài đồng nhớ cho nó ăn bụng căng căng chà bá rồi mới đem về. Mất con nào chết với tao con đó. Đủ ý đủ nghĩa như vậy em mới biết được chứ. Rồi giờ chị hai có dặn gì chị hai dặn cho kỹ càng đi. Tôi còn đi về nữa, chứ đứng nó thở hồng hộc giống con bò. Mày đi cho tao. Giống bò ghê á.